Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hội đồng Lý luận Trung ương và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức hội thảo trực tuyến 80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam, khởi nguồn và động lực phát triển đến dự tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Trần Định Bích Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Với 60 tham luận xoay quanh hai nội dung giá trị lý luận và thực tiễn của đề cương về văn hóa Việt Nam, văn hóa con người Việt Nam, nền tảng tinh thần, động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới, hội thảo đề cập đến giá trị lý luận và thực tiễn của đề cương về văn hóa Việt Nam trên cơ sở nghiên cứu làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn, các đại biểu đã đưa ra đề xuất, kiến nghị một số cơ chế chính sách về phát triển văn hóa hiện nay. Hội thảo cũng nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời đề cương về văn hóa Việt Nam 1943-2023 với mục đích khẳng định và phát huy những giá trị cốt lõi của một văn kiện có ý nghĩa lịch sử,